Thời gian qua, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra nhiều vụ cháy lớn, phức tạp, đặc biệt là vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của 56 người dân và khiến nhiều người bị thương, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Sau vụ cháy đó, người dân khắp nơi trong cả nước đã tự ý thức hơn trong công tác phòng cháy, chữa cháy, tự chủ động trang bị cho mình các thiết bị bảo hộ cho gia đình cá nhân để đề phòng hỏa hoạn. Tuy nhiên, trên thị trường có muôn vàn các thiết bị phòng chống cháy nổ khác nhau, với chất lượng khác nhau. Từ đó, khiến nhiều người bối rối không biết lựa chọn như thế nào, sử dụng ra sao, có đảm bảo an toàn hay không. Theo Thiếu tá Nguyễn Danh Luân, Phòng Tuyên truyền và Xây dựng Phong trào Toàn dân Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, những dụng cụ thoát nạn, chữa cháy cá nhân trang bị tại các hộ gia đình sẽ giúp cho công tác chữa cháy ban đầu, xử lý các tình huống ban đầu. 80% những người bị thiệt mạng ở trong đám cháy là do ngạt khói khí độc. Và rất nhiều người trong chúng ta khi di chuyển thoát nạn thì chúng ta đều có một cái tư duy là mong muốn tìm đến nơi để thoát ra ngoài. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng là để thoát được ra ngoài thì chúng ta phải sống. Cho nên nếu mà một người khỏe mạnh bình thường hít phải khói khí độc từ 1 đến 4 phút sẽ bị ngất. Cho nên khi di chuyển thoát nạn, trong trường hợp chúng ta có mặt nạ lọc độc thì chúng ta sử dụng mặt nạ lọc độc. Ví dụ đây cũng là một cái mặt nạ lọc độc của nước ngoài. Đeo vào và chúng ta có thể di chuyển một cách rất bình thường. Mắt chúng ta sẽ không bị mờ. Chúng tôi khuyến cáo các cái hộ gia đình, các cái ở, những cái căn hộ ở chung cư nhà cao tầng. Trong những trường hợp mà không còn các cái thiết bị đấy thì chúng ta có thể sử dụng những cái bộ dây hạ chậm như thế này. Bộ dây hạ chậm này thì người ta khi lắp đặt sẽ lắp đặt ở phía ban công của các ngôi nhà. Khi có sự cố thì chúng ta chỉ cần thả một cái hộp điều tốc này sẽ được móc sẵn vào. Trong cái giá đỡ ở đấy sẽ lắp đặt sẵn và chúng ta chỉ cần thả một đầu dây xuống. Đầu dây còn lại của chúng ta sẽ đeo vào người. Thậm chí những gia đình có con nhỏ thì chúng ta có thể ôm cả con để cùng tụt xuống luôn. Đấy, đeo vào người cơ thể. Sau khi đeo vào người thì chúng ta lưu ý rằng là chúng ta sử dụng kéo cái khuy hãm cách ngực từ 10 đến 15cm. Sau đó thì chúng ta lưu ý là chúng ta bước qua ban công. Bước qua ban công nhưng chúng ta lưu ý là đừng có nhìn xuống phía dưới, chúng ta sẽ bị choáng. Chúng ta một là nhìn lên trời, hai là nhìn ngang. Độ và khói khí độc quá lớn ở hành lang cầu thang thì chúng ta tuyệt đối chúng ta không di chuyển ra bên ngoài, bởi vì rất dễ chúng ta sẽ bị ngạt khói và ngất và dẫn đến tử vong. Thì chúng ta trong những trường hợp đấy thì chúng ta cố gắng ở lại trong phòng, sử dụng khăn vải ướt chèn vào các khoảng hở khe cửa, băng dính chèn vào các dính vào các khoảng hở khe cửa, và ở trong đó mở các cái cánh cửa ban công, ô cửa sổ để chúng ta có thể hít được không khí sạch. Đồng thời với đó là gọi điện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy qua số 114. Đối với bình bột, khi có sự cố cháy nổ thì nhanh chóng đến nơi đặt bình. Trong quá trình di chuyển thì lắc sóc bình từ 5 đến 7 lần để cho bột tơi xốp. Đối với đám cháy ngoài trời thì chúng ta đứng cách từ 4 đến 3 mét đứng đầu hướng gió. Còn đối với các đám cháy trong nhà thì chúng ta đứng cách từ 2 đến 1,5 mét đứng ở tư thế hướng lưng quay ra cửa. Cái thao tác hay sai nhất đó là thao tác rút chốt. Vì đa phần chúng ta khi mang bình đến đám cháy là chúng ta thường là thao tác xách bình, dẫn đến khi rút chốt chúng ta thường quên là chúng ta vẫn nắm chắc tay ở cái tay xách van bóp mà không hạ tay xuống cổ bình hoặc xuống van bóp. Dẫn đến là khi bóp này thì không thể rút ra được. Thì chúng ta lưu ý là phải hạ tay xuống tay xách hoặc để tay xuống cổ bình và rút chốt hãm kẹp chì theo thân ngang vuông góc với thân bình. Như vậy là chốt hãm đã được rút. Sau khi chốt hãm đã được rút rồi thì tay thuận cầm vào tay xách van bóp, tay không thuận cầm vào đầu nối giữa vòi phun và loa phun. Đối với những các đám cháy chất rắn, chất khí và thiết bị điện, chất rắn là gì? Rèm cửa, quần áo, bàn ghế là chất rắn. Chất khí như khí ga, khí acetylen. Thiết bị điện đó là ví dụ như tủ điện, xe đạp điện vân vân, hoặc dây điện, thì chúng ta phun trực tiếp vào gốc lửa. Gốc lửa ở đâu? Gốc lửa là nơi phát sinh ra đám cháy, chứ không phải gốc lửa là nơi mà chúng ta nhìn thấy cái ngọn lửa. Vì nhiều vụ cháy, người dân nói là bình chữa cháy không dập tắt được là vì chúng ta không phun đúng cái vị trí gốc lửa, mà chúng ta phun lên phần ngọn lửa, dẫn đến không tắt được, dẫn đến có những cái suy nghĩ là bình chữa cháy không có hiệu quả. Đấy, và chúng ta khi phun, chúng ta lưu ý đối với các đám cháy thì chúng ta nên đứng nghiêng ở tư thế, nghiêng so với đám cháy để tiết diện của cơ thể tiếp xúc và bức xạ nhiệt vào cơ thể là thấp nhất. Và đối với các đám cháy thì chúng ta
chất rắn, chất khí và thiết bị điện thì phun vào gốc lửa. Còn đối với đám cháy chất lỏng là xăng dầu thì chúng ta phun bao phủ lên bề mặt và vừa phun vừa tiến lại gần khi ngọn lửa yếu. Và nguyên tắc phun như sau: một là bình hết, hai đám cháy được dập tắt. Rất nhiều trong chúng ta có thao tác phun là tiết kiệm, phun một cái lại dừng lại ngay, dẫn đến là lượng bột mất ra nhưng đám cháy không tắt, nó lại bùng trở lại, ví dụ như đám cháy xăng dầu. Cho nên nhiều người dẫn đến là khi phun mỗi bình chữa cháy xách tay này chỉ sử dụng được khoảng từ 10 đến 12 giây, dẫn đến là hết bột nhưng đám cháy không được dập tắt. Như vậy là hiệu quả chữa cháy của nó không có. Cho nên chúng ta lưu ý là bóp phải bằng hết luôn. Thiếu tá Nguyễn Danh Luân cho biết thêm, việc phân biệt các bình chữa cháy đảm bảo chất lượng thì trước hết phải lựa chọn mua ở những cơ sở kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo. Các thiết bị phải có đầy đủ các giấy tờ, giấy chứng nhận sản xuất, giấy chứng nhận kiểm định. Với các bình chữa cháy dạng bột, bằng mắt thường có thể xác định chất lượng qua kính đồng hồ đo áp suất, kim chỉ vào vạch màu xanh thì còn hạn sử dụng và sử dụng hiệu quả.